Unit 30. First, peel the prawns. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương trình học tiếng Anh giao tiếp, một chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình nhằm giúp các bạn tăng cường các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, chủ yếu là các kỹ năng nghe và nói, listening and speaking skills. Trong bài học ngày hôm nay, thay vì bắt đầu bằng việc theo dõi lại trích đoạn phim của bài học trước, chúng tôi sẽ mời các bạn theo dõi lại phim bài số 25 khi An đến khu chợ để mua đồ ăn về nấu một bữa ăn kiểu Trung Quốc ở nhà Sarah, a Chinese meal. Các bạn có nhớ là An đã mua những gì không? Xin mời các bạn theo dõi lại phim, đồng thời ôn lại cách sử dụng các từ, nhóm từ thường đi với các danh từ đếm được và danh từ không đếm được, cách sử dụng some và any. Chúng ta bắt đầu. Who's next, please? Can I have some prawns, please? Fresh prawns in the cooler. Frozen, please. How much do you need? About 500 grand, please. That'll be $10, thank you. Thank you. Thank you. Can I help you? How many these leaves? How many left? Three. Something else? Some ginger? Right there, no? Oh, right. Just this piece, please. Okay. Do you have any bean sprouts? Yes, we do. How much would you like? About 100 grams. Can that be all? Yes, thanks. That'll be $4, thanks. You're right. Thank you. Chắc các bạn còn nhớ là hiện An đang ở trong bếp của nhà Sarah và đã sẵn sàng nấu bữa ăn tối. Oh yum, prawns, I love prawns. How about this one? No, that's too big. I don't need one as big as that. This one? That's perfect. Okay, I'm ready. Chúng ta cùng theo dõi An trổ tài nấu bữa ăn tối. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại cách sử dụng các từ và nhóm từ chỉ trình tự là một việc gì đó. Cụ thể trong bài hôm nay là trình tự nấu món mì với tôm kiểu Singapore. Singapore noodles with prawns. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu bị động, the passive. Trước hết, xin mời các bạn theo dõi phim, đồng thời xác định xem trong các câu sau đây, câu nào thể hiện tốt nhất nội dung chính của đoạn phim. 1. An tells Sarah how to cook the dish. 2. Sarah likes the dish. 3. An is good at cooking the dish. 4. Sarah's family is hungry. Từ dish trong các câu ở trên có nghĩa là món ăn mà An đang nấu. Xin mời các bạn theo dõi phim. What are we having? Singapore noodles with prawns. Oh. It's a very famous dish. You can buy it at street stalls everywhere. I hope you like it. I'm sure we will. So, what do we do first? First we have to peel the prawns. Oh, okay, I'll do that. Now what? Now we'll fry the prawns. The oil must be very hot. Mm-hmm. It doesn't take very long. While I'm doing that, you can chop the leeks. Chop them very fine. Like this? Yeah. Sort of. Now what? Next, we add the spices and some ginger. Okay. And the leeks.
Okay, and now? Now the meat is soft, we put in some bean sprouts. And then the crumbs. And the noodles. All of them together. Is that all? Almost. Lastly, we add some of the special sauce. Didn't think I'd be able to find this here. Well, Margaret's very good. That's it. We're almost ready. I hope your family's hungry. Chảo mì mà An nấu trông rất hấp dẫn phải không các bạn? Hy vọng mọi người trong gia đình Sarah sẽ thích món ăn này. Quay trở lại bài luận lúc trước, các bạn có xác định được câu nào thể hiện ý chính của đoạn phim ngày hôm nay không? Chúng ta cùng phân tích. 1. An tells Sarah how to cook the dish. 2. Sarah likes the dish. 3. Anne is good at cooking the dish. 4. Sarah's family is hungry. Các bạn thấy là tất cả các câu trên thể hiện nội dung quan trọng của phim, trừ câu số 4 có vẻ là một chi tiết bổ sung. Còn các câu 1, 2 và câu 3 đều có vẻ thể hiện tốt nội dung chính của phim. Đúng là vừa nấu món mì xào với tôm kiểu Singapore, Anne vừa hướng dẫn Sarah nấu như thế nào. Câu 1. Và chắc chắn là Sarah thích món ăn đó rồi. Câu 2. Theo dõi các động tác của An, chúng ta cũng có thể nói là An rất thành thạo trong việc nấu món này.